Hai cụ già ngồi cạnh Tổng thống Putin trong lễ duyệt binh chính, năm là ai? Hai cụ già 100 tuổi ngồi cạnh Tổng thống Putin trong lễ duyệt binh kỷ niệm ngày chiến thắng phát xít đều từng tham gia cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Trong lễ kỷ niệm 79 năm ngày chiến thắng, Tổng thống Putin dự lễ duyệt binh cùng hai cựu binh Hồng quân Liên Xô đều đã hơn 100 tuổi là ông Yevgeny Kuropatov, 101 tuổi, và bà Alexandra Alexina, 100 tuổi. Cả hai đều tham gia chiến tranh vệ quốc vào năm 1941. Từng duyệt binh trên quảng trường đỏ. Ông Yevgeny Kuropatov là một trong số những người tham gia chiến tranh vệ quốc vĩ đại được mời tham gia lễ duyệt binh năm nay. Kuropatov tình nguyện gia nhập quân đội ngay sau khi chiến tranh nổ ra. Tốt nghiệp trường quân sự Tula, ông được điều động ra mặt trận gần Stalingrad và gia nhập sư đoàn 196 của tập đoàn quân số 62, tham gia các trận chiến và vận chuyển đạn pháo qua sông Volga. Sau trận chiến ở Stalingrad, ông được điều đến Leningrad và gia nhập tập đoàn quân số 2. Năm 1943, ông Kuropatov được cử đi học tại Học viện Pháo binh Dzerzhinskiy. Ngày 24 tháng 6 năm 1945, ông đã tham gia lễ duyệt binh đầu tiên mừng ngày chiến thắng trên quảng trường đỏ. Sau khi chiến tranh kết thúc, ông Kuropatov phục vụ hơn 30 năm trong bộ phận tên lửa và pháo binh của Hải quân Liên Xô. Trong suốt cuộc đời binh nghiệp của mình, ông Yevgeny Kuropatov được phong tặng các huân chương chiến tranh yêu nước hạng nhất, hai huân chương sao đỏ, huân chương phục vụ tổ quốc trong lực lượng vũ trang Liên Xô hạng 3 và nhiều huân huy chương khác. Nhập ngũ năm 17 tuổi. Bà Alexandra Alexina là một trong hàng nghìn nữ xạ thủ bắn tỉa của Hồng quân Liên Xô trong Thế chiến thứ hai. Alexina chỉ mới 17 tuổi khi Đức tấn công Liên Xô vào ngày 22 tháng 6 năm 1941. Bỗng dưng mọi người ôm nhau khóc. Khi đó chúng tôi vẫn chưa biết chiến tranh đã nổ ra, Alexina nhớ lại. Cuộc sống của Alexina cùng nhiều bạn bè của bà hoàn toàn thay đổi từ đó. Theo nữ cựu binh Hồng quân, ngay sau khi có lệnh tổng động viên, bà và các bạn bắt đầu làm việc bên trong một nhà máy sản xuất mặt nạ phòng độc với các công việc đơn giản như hỗ trợ y tế, cứu thương. Khi chiến tranh ngày càng ác liệt, Alexina và nhiều cô gái cùng tuổi khác bắt đầu được huấn luyện sử dụng súng trường. Hầu hết họ đều nhận được giấy nhập ngũ, nhưng trong danh sách không có tên bà. Với mong muốn bảo vệ tổ quốc, bà Alexina vẫn quyết tâm ra trận và được nhận vào trường đào tạo lính bắn tỉa dành riêng cho nữ. Sau khi hoàn thành khóa huấn luyện, với những tố chất của chỉ huy giỏi, bà Alexina được cấp trên phân công ở lại trường bắn tỉa để huấn luyện tân binh. Trong suốt 5 năm chiến tranh, bà Alexina đã huấn luyện 24 lính bắn tỉa, trong đó chỉ có 2 người hy sinh. Theo bà Alexina, trường đào tạo nữ xạ thủ bắn tỉa đã huấn luyện cho 1.880 người. Các tay súng của trường đã tiêu diệt hơn 20.000 quân Đức trên chiến trường. Theo bà Alexina, trở thành một lính bắn tỉa đã khó, đào tạo lính bắn tỉa càng khó hơn. Bà cho rằng điều tạo nên một lính bắn tỉa giỏi khả năng bắn chính xác, không được phép phạm sai lầm. Một người lính bắn tỉa tập trung sẽ không bao giờ bắn trượt. Bà luôn dạy các học trò của mình phải biết kiên nhẫn và chờ đợi thời cơ thích hợp. Bà Alexina giải thích, các tay súng bắn tỉa luôn hoạt động theo cặp, một người quan sát, người kia bắn. Cả hai đều phải tin tưởng vào nhau và học cách chờ đợi thời cơ. Lính bắn tỉa cũng giống như người thợ săn phải biết chờ đợi con mồi của mình dù bao lâu đi nữa. Đây là nhiệm vụ vất vả, nhiều cô gái thậm chí bị vô sinh do nằm trên mặt đất lạnh quá lâu, bà Alexina nói thêm. Bà Alexina giải ngũ vào tháng 1 năm 1945, trở lại quê nhà ở Narofominsk và làm việc trong nhà máy. Sau khi chiến tranh kết thúc, bà Alexina được phong tặng huân chương chiến tranh vệ quốc hạng 2. Huân chương Zhukov, huân chương vì chiến thắng Đức trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại 1941-1945 và huân chương vì lao động dũng cảm trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.